Hello， 大家好，我是完颜洛荣。黑猫猫，chào mừng bạn đã đến với kênh của Mây. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.Hoàn Nhan Lạc Nhung sinh ngày 23 tháng 12 năm 1997 với chiều cao 1m86 và nặng 70kg, tên tiếng Anh là Julio. Hoàn Nhan Lạc Nhung hiện là nghệ sĩ ký hợp đồng với Xoài TV, vì vậy không khó để nhận ra anh chàng này thường đóng phim do Xoài TV đầu tư và chiếu trên nền tảng này. Vì Hoàn Nhan Lạc Nhung là người mới nên trên mạng không có nhiều thông tin về anh, tuy nhiên vì cái tên đặc biệt Hoàn Nhan Lạc Nhung nên nhiều cư dân mạng tò mò về tên thật của anh.Họ Hoàn Nhan thuộc một họ rất hiếm. Trên Baidu, Hoàn Nhan là một trong những họ cổ của người Mãn Châu và Tích Bách, một dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương. Tất cả họ Hoàn Nhan đều có từ xa xưa. Rất tiếc cho đến thời điểm hiện tại, Hoàn Nhan Lào Nhung vẫn là một cái tên mới lạ. Vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn về việc Hoàn Nhan Lào Nhung quê ở đâu. Chỉ biết rằng anh ấy đã có một thời gian sống tại Đài Loan, cũng từng ở tại Mỹ rồi đến Bắc Kinh. Tuy nhiên cũng có một số thông tin cho rằng quê hương của Hoàn Nhan Lào Nhung ở tạiĐài Bắc, Đài Loan. Còn về phần tên thì bản thân Hoàn Nhan Lào Nhung cũng chưa từng giải thích cụ thể. Nếu Hoàn Nhan là một họ thì có thể Hoàn Nhan Lào Nhung là tên thật của anh. Hoàn Nhan Lào Nhung là một diễn viên sau 95. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, chưa có công khai chuyện tình cảm, nhưng người đoán rằng anh ấy còn độc thân. Hoàn Nhan Lào Nhung chính thức lọt vào tầm ngắm của mọi người qua một chương trình truyền hình của đài truyền hình Hồ Nam vào năm 2018.Sau đó anh bắt đầu thử thách khả năng diễn xuất, đóng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đồng thời ghi dấu ấn bắt đầu bằng những vai phụ trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng. Năm 2018, Hoàn Nhan Lạc Nhung tham gia vào tác phẩm đầu tiên là một vai diễn phụ trong bộ phim Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em phần 2. Sau đó anh chàng tiếp tục ghi điểm với khán giả thông qua các vai phụ trong bộ phim Đẹp trai là số 1 và Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta.Năm 2020, sau 2 năm bước chân vào giới diễn viên, chập chững bằng những vai phụ, thì dự án phim tiếp theo của Hoàn Nhan Lào Nhung trong năm 2020 sẽ đánh dấu vai diễn chính đầu tiên của nam diễn viên trong bộ phim hiện đại kết hợp với cổ trang, kịch bản yêu đương của chàng và nàng. Tên cũ là Bạn trai mắc chứng hoang tưởng của tôi, diễn cùng với nữ diễn viên Trang Đạt Phi, gà mới của Dương Mịch. Hoàn Nhan Lào Nhung vào vai Chu Tiên Văn, một nhà thiết kế đá quý của cuộc sống mà mọi người mơ ước, gương mặt đẹp trai, có tiền,có địa vị. Song không ai là sung sướng mãi mãi. Sau khi gặp tai nạn xe hơi, Chu Tiên Văn tỉnh lại và sinh ra ảo tưởng bản thân là một hoàng tử thời xa xưa. Đó cũng chính là nguyên nhân nữ chính xuất hiện. La Hoài là một bác sĩ tâm lý được cử đến để chữa trị cho Chu Tiên Văn. Kịch bản yêu đương của nàng và chàng sở hữu dàn cast vừa mới cứng, song cũng rất thực lực và sở hữu nhan sắc không hề kém cạnh.Đóng cặp cùng với Hoàn Nhan Lạc Nhung là một cô gái mới của Dương Mịch, Trang Đạt Phi, trong vai bác sĩ tâm lý La Hoài. Trang Đạt Phi quen thuộc với khán giả qua vai Khiết Lục Quận Chúa trong Trầm Tượng Thư. Ngoài ra cô còn xuất hiện trong một số bộ phim như Cô Gái Nhím Của Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu và còn góp mặt trong siêu phẩm của Trang Đam Mỹ Sát Phá Lang. Bộ phim Kịch Bản Yêu Đương Của Nàng Và Chàng lên sóng vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 trên Xoài TV. Ngoài ra cũng trong năm 2020,Hoàn Nhan Lạc Nhung có được vai chính thứ hai trong bộ phim Hồ Ly Trong Tay, diễn cùng với nữ chính Trương Nhã Khâm. Phim đã khai máy vào tháng 10 và dự kiến sẽ phát hành vào năm sau. Hoàn Nhan Lạc Nhung hiện tại mới chỉ là một nghệ sĩ trẻ, cả về tuổi đời và tuổi nghề cũng chưa thực sự nổi tiếng. Trong 2 năm ngắn ngủi, Lạc Nhung đã tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong các đoàn làm phim lớn nhỏ với 4 vai phụ và 2 vai nam chính. Tin rằng trong tương lai gầncư dân mạng sẽ biết đến anh nhiều hơn. Cũng mong rằng trong tương lai, Hoàn Nhan Lào Nhung có thể cung cấp thêm nhiều thông tin để chúng ta có thể hiểu hơn về anh chàng này. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.